biên cương là phên dầu của Tổ quốc, nơi những người lính biên phòng luôn chắc tay súng bảo vệ sự vẹn toàn của chủ quyền lãnh thổ, góp phần vào tiến trình phát triển kinh tế, văn hóa xã hội vùng biên ải xa xôi cách trở, đặc biệt khó khăn. Câu chuyện về người lính biên phòng là câu chuyện dung dị, mộc mạc mà thân thương về anh bộ đội mang quân hàm xanh. Coi đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc ít người là anh em ruột thịt. Chiến công của các anh ngày hôm qua, trên dặm dài 55 năm chiến đấu, xây dựng, trưởng thành, là trang sử đầy tự hào. Nhiệm vụ của các anh ngày hôm nay là điểm tựa vững vàng cho thế trận biên phòng toàn dân toàn diện. Và như thế, dù là ở tuyến rừng hay tuyến biển, giữa điệp trùng rừng núi xa xanh, bên cồn cát miệt mài trải dài theo chân sóng biếc, những đồn biên phòng trên dải đất hẹp Quảng Bình như những ngôi sao xanh, đêm ngày thao thức vì sự bình yên của quê hương xứ sở. Mùa này ở Cha Lo rét lắm. Cái rét của không khí lạnh tăng cường, cộng thêm khí lạnh từ những lèn đá tỏa ra, làm cho tầm mức ở đây dường như đậm đà hơn ở đồng bằng. Và cũng vì thế, chúng tôi mới cảm nhận hết được sức chịu đựng ghê gớm của những người lính biên phòng nơi đây. Ở mãi thành quen, sống mãi thành thân. Thượng tá đồn trưởng Hà Ngọc Việt nói vui khi chúng tôi xích xoa vì rét. Rét là vậy, nhiều lúc đến mùa, rét cứ như sao cứa. Nhưng bao năm qua, ở đồn Tiền Tiêu này, anh em chiến sĩ lẫn chỉ huy không lúc nào lơ là nhiệm vụ. Bởi nhiệm vụ bảo vệ cột mốc quá đỗi thiêng liêng, cho nên dù rét đến mấy, kế hoạch tuần tra đường biên cột mốc vẫn được thực hiện đều đặn. Và những gian khổ, khó khăn cùng với niềm tự hào trong câu chuyện được nguyên đồn trưởng Hồ Vinh kể lại cho chúng tôi như là một trong những kỷ niệm nhớ đời của ông trong một lần kiểm tra mốc quốc tế. Cột mốc năm 29 đây này là không có cái của gì cả, chắc núi đó được tây mèo cho nên là không có nước uống. Cái đoàn là lúc nữa là bạc này, cái khu vực nữa là lúc đó là nếu như bạc được tính được bằng mấy cái diện tích của hành mấy rồng không? Rồng, khi giờ thì rồng có thể đi bị rồng không quảm lúa là 3 cây số. 3 cây số. Toàn đảo Tây Mèo đi. Đảo Tây Mèo thế này hết. Mà không có cây củ gì hết, chỉ có những cái giống như cái dịch đấy của thằng Mỹ hôi thả dọc đường, yeah. Như thế thôi, không có cây. Cho nên anh em là một ngày rưỡi không có một giọt nước, cho nên là bị kiệt ở chỗ này đi. Thì lúc mà định là dọc ở đây rồi á, hết biên giới đây đó, thì lúc đó là tôi cho em nghỉ ở đây. Tối hôm ấy là nằm đi một cái hốc đá, thì đồng chí đó là đội trưởng vũ trang xuống đi, lộng đại này đại uống, chỉ uống được nữa. Khát quá đó. Là ở cái vị trí này sau đó á là tôi phải sáng hôm sau là đi rất sớm, nhưng mà đi thì trời rất nắng, thằng tám với những vị trí này nhưng mà lao rất nắng, cùng người lao vừa lao ta thì là tôi phải cắt bản đồ đi thẳng về sẽ lao đi về nơi chỗ đi về lao sẽ lao này sẽ lao đây thì đi về sẽ lao đấy á. Thì đi từ khi sáng thì đến 2 giờ thì thấy xa xa là có một đùng cây. Thì lúc đó là tôi đồng viên anh em cố gắng đi. Thì đến 2 giờ trưa thì đến cái đùng cây đó thì mãi lại có một bụi giáng. Cho nên là khi nào anh em chặt giáng thì được một bát tương nên này. Thì chia nhau thở anh em á, uống để tỉnh táo mà đi. Thì uống với lửa mùi hợp cái này xong rồi lại tiếp tục đi à, mà tức là 2 ngày một cơm rồi mình dài vào thôi.
Lúc này ở ngoài sân, một tổ lính biên phòng đang chuẩn bị các nghi thức trước khi thực hiện nhiệm vụ tuần tra. Trong suy nghĩ của phóng viên trẻ chúng tôi, có lẽ thấy đoàn làm phim nên các chiến sĩ phải thực hiện đầy đủ các bước này để ghi hình. Nhưng hóa ra lại nhầm to. Đây là điều lệnh đội ngũ của bộ đội phải thực hiện bắt buộc trước khi đi tuần tra. Tất cả phải được thực hiện đầy đủ từ khâu tập hợp, khám súng cho đến giao nhiệm vụ. Quân đội mà, phải nghiêm chỉnh chứ. Thượng tá Hà Ngọc Việt, đồn trưởng nói. Thực hiện kế hoạch tuần tra của ban chỉ huy đồn, hôm nay đội tuần tra chúng ta tiến hành triển khai tuần tra mốc 527 thuộc mốc tiểu. Nhiệm vụ của các đồng chí như sau: từ đồng chí số 1 đến đồng chí số 2 là tổ 1 đi đầu quan sát cảnh giới phía trước, trang bị vũ khí theo biên chế. Đồng chí số 3 đến đồng chí số 5 tổ 2 do đồng chí số 5 làm tổ trưởng, có nhiệm vụ đi dựa mang theo vũ khí trang bị theo biên chế, quan sát cảnh giới hai bên. Đồng chí số 6 đến đồng chí số 7 do đồng chí số 6 làm tổ trưởng, trang bị theo quy định, có nhiệm vụ đi sau quan sát cảnh giới phía sau và trên không. Trong màu xanh mơn man của dãy núi Giang Mạc, màu áo của những người lính biên phòng dường như hài hòa hơn, tô thắm thêm cho màu xanh trường tồn của biên giới lãnh thổ Tổ quốc. Theo bước chân tuần tra của các anh, chúng tôi đến cột mốc mang số hiệu 527. Một lần nữa, chúng tôi lại chứng kiến và biết thêm những điều lệnh của bộ đội biên phòng mỗi khi đến mốc của dân. Và hình ảnh người lính biên phòng chào cột mốc trên dãy Trường Sơn đã để lại trong lòng chúng tôi nhiều xúc động. Đó là bức khắc họa đầy thiêng liêng và trân trọng của mỗi con người Việt Nam khi đứng trước điểm đánh dấu đường biên giới lãnh thổ quốc gia. Sau đây tôi xin giới thiệu về cái lịch sử của mốc 527 được đặt tại vị trí 80928-53550. Thuộc mốc tiểu, chiều cao tổng thể của mốc 1,2m, thân mốc 1m, để mốc từ mặt đất lên 20cm, mặt mốc rộng 35cm, mặt mốc trải dọc theo đường biên giới 20cm. Chất liệu được làm bằng đá hoa cương nguyên khối, trọng lượng của mốc 270kg, được xây dựng năm 2010. Báo cáo đồng chí là tôi đã giới thiệu xong, các đồng chí có ý kiến gì hết? Hết. Trò chuyện với những người lính tuần tra cột mốc, chúng tôi mới vỡ vạc ra nhiều điều. Thì ra, việc giới thiệu về cột mốc cũng là một nghi thức quan trọng để cho những chiến sĩ mới khi thực hiện nhiệm vụ tuần tra đường biên cột mốc biết rõ hơn về điểm đánh dấu chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Và chúng tôi còn được anh em chiến sĩ cho biết thêm, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ đoạn biên giới giáp với tỉnh Khăm Muộn Lào, chính diện 27,5 km, gồm 8 mốc quốc giới. Thực hiện chủ trương của hai nhà nước Việt Nam và Lào về tăng dày, tôn tạo hệ thống mốc quốc giới, đơn vị đã phối hợp với bạn làm tốt công tác khảo sát, phát quang đường công vụ, bảo vệ, dẫn đường cho các đoàn thi công các mốc quốc giới và hoàn thành việc tăng dày, tôn tạo mốc đoạn đơn vị phụ trách theo kế hoạch, đảm bảo an toàn. Trong năm qua, cán bộ chiến sĩ của đồn đã phối hợp với các lực lượng chức năng và nhân dân tổ chức 62 đợt với 363 lượt người tuần tra bảo vệ đường biên mốc quốc giới. Trong đó có một đợt cùng biên phòng nước bạn Lào tổ chức tuần tra song phương mốc 525 và mốc 526.
đứng trên đỉnh Trường Sơn, bên cạnh cột mốc của Tổ quốc, giữa ngàn lau đang rộ nở, phóng tầm mắt về dãy răng màn trải dài trùng điệp. Nhìn sang cảnh yên bình của cửa khẩu Nà Phổ, nước bạn Lào, mới cảm nhận được những gian khổ vất vả của người lính biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo, đã, đang và sẽ từng ngày canh giữ sự bình yên cho Tổ quốc. Lòng chợt nhớ về những câu thơ của Bác Hồ gửi tặng lực lượng bộ đội biên phòng. Non xanh nước biếc trùng trùng, giữ gìn Tổ quốc ta không ngại ngủ tan lao. Núi cao sự nghiệp càng cao, biển sâu chí khí ta so vào càng sâu. Rời mốc năm 27, chúng tôi đến cột mốc đại năm 28. Cột mốc có chiều cao 1,6m và chiều rộng 0,9m, được ghép bằng đá hoa cương và gắn quốc huy của hai nước Việt Lào. Tổng mức đầu tư xây dựng hơn 2 tỷ đồng và khánh thành vào năm 2009. Đây là cột mốc đầu tiên được xây dựng hoàn thành trong tổng số 61 cột mốc trên tuyến biên giới giữa hai tỉnh Quảng Bình, Việt Nam, Khăm Muộn, Lào, và trở thành biểu tượng của tình đoàn kết đặc biệt, hữu nghị, hợp tác lâu dài giữa hai tỉnh nói riêng và hai nước Việt Lào anh em nói chung. Chiều buông trên dãy răng màn, quay trở lại đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo, bữa cơm chiều biên giới đang được bộ phận hậu cần chuẩn bị. Chợt nghe tiếng kẹt, cứ nghĩ là đến giờ cơm của bộ đội, nhưng chúng tôi bất ngờ phá lên cười khi được anh em chiến sĩ nói vui, đó là kẹt gọi lợn về. Tò mò, chúng tôi chứng kiến được hình ảnh có phần hóm hình. Quả thực, sau tiếng kẹt, một đàn lợn lục tục kéo nhau về chuồng. Hỏi ra mới biết, đây là đàn lợn lai với giống lợn rừng bản địa, được anh em ở đồn khoanh nuôi để cải thiện mỗi khi có dịp lễ Tết và đón khách quý. Được thả rong vào buổi sáng, đến chiều khi nghe tiếng kẹt là chúng lại quay về chuồng. Thì ra, lợn của lính biên phòng cũng có thời gian biểu và hiệu lệnh hạt hỏi. Nhìn vào báo cáo của đồn trong năm qua, đã tự túc được 70 con lợn, 14 con bò, gần 1.000 con cá. Rau xanh được cung cấp cho bộ đội ăn hàng ngày, mới thấy được công tác hậu cần của đơn vị được tổ chức tốt cho cán bộ chiến sĩ như thế nào. Ở đây, với địa bàn rừng núi này, không khí và nước uống làm cho con người nhanh đói hơn và ăn cũng nhiều hơn. Những ai đã từng đến Cha Lo, từng lưu lại công tác dù chỉ vài ngày với miền biên cương này, cũng đều có chung một nhận xét giống nhau: Cha Lo sắc nước. Bởi vậy, mặc dù không có bàn tay phụ nữ, nhưng những anh nuôi vẫn luôn xác định nhiệm vụ quan trọng của mình là cố gắng để đảm bảo khẩu phần ăn đủ chất dinh dưỡng cho anh em chiến sĩ, phục vụ cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu. Đêm xuống trên Cha Lo, lại nghe văng vẳng giai điệu của ca khúc Đêm trên Cha Lo của nhạc sĩ Phạm Tuyên, mà lòng không khỏi xốn xang khi hồi ức về những năm tháng đau thương mà hào hùng đã làm sáng dậy ngôi sao Cha Lo, mãi thức canh giữ sự bình yên cho Tổ quốc. Và ở ngoài kia, những chiến sĩ trẻ của đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo vẫn cầm súng canh giữ chờ đêm biên giới. Họ đang hát tiếp bài ca ấy, một âm vang truyền thống không bao giờ dứt. Thời gian điểm của bộ đội biên phòng đồn cửa khẩu quốc tế Cha Lo đã điểm, nhưng đoàn làm phim chúng tôi vẫn cố gắng thức để lưu giữ những tư liệu quý giá về một ngày ghi hình vất vả và chuẩn bị cho nội dung công việc ngày hôm sau cho tập ký sự của mình.